Nhịp đập thị trường ngày 21 tháng 7, VN Index nổi sóng nhưng vẫn có cái kết có hậu vào cuối phiên chiều. VN Index có diễn biến gập ghềnh hơn trong phiên chiều, không rõ có liên quan đến yếu tố đáo hạn phái sinh bên sàn HNX hay không. Chỉ số bước vào phiên chiều với cú giảm mạnh nhưng cũng chỉ ít phút sau bỗng nhiên tăng mạnh mẽ trở lại, treo trên cao cho đến khi gần tới thời điểm ATC chừng 15 phút thì lại rung lắc, rơi trở lại vùng 1.196 điểm và đóng cửa ở gần 1.199 điểm. Dĩ nhiên, diễn biến của VN Index rất đồng dạng với diễn biến của nhóm chỉ số VN30. Một số thông tin đáng chú ý: Thủ tướng thu thuế cao với người sử dụng nhiều đất, người bỏ hoang hóa và cần chế tài, quy định liên quan đến kinh tế để mọi người có trách nhiệm hơn. Vấn đề này được Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi quán triệt nghị quyết 18 về việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất, tạo động lực cho nhà nước ta trở thành nhà nước có phát triển, thu nhập cao. Đây là một trong những nghị quyết được quán triệt tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 diễn ra vào sáng ngày 21 tháng 7. Giá xăng RON 95 tiếp tục giảm 3,6 nghìn đồng trên lít từ 15 giờ ngày 21 tháng 7. Từ 15 giờ ngày 21 tháng 7, giá xăng E5 RON 92 trong nước giảm 2,7 nghìn đồng trên lít, xăng RON 95 giảm 3,6 nghìn đồng trên lít. Đây là lần giảm thứ 3 liên tiếp của mặt hàng này sau 7 kỳ tăng liên tục. Vận tải biển kinh doanh có lãi trong bão giá nhiên liệu. Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và biến động về giá nhiên liệu tăng cao, doanh nghiệp hàng hải, kinh doanh vận tải biển vẫn đạt nhiều kết quả khả quan, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển. Theo khảo sát của Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, để hỗ trợ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải biển, hầu hết các công ty hoa tiêu cung ứng dịch vụ dẫn dắt tàu biển trong và ngoài nước di chuyển tại các vùng biển giáp danh hiện nay đều đã giảm giá cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển trước bão giá nhiên liệu.